Anh em có yêu cầu mình chia sẻ một cái clip xử lý phạt. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái clip xử lý phạt. Đây là một cái ao nuôi ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Thì cái mùa này là cái mùa nước ngọt, nước nó, độ mặn ngoài sông nó không có, cho nên là người ta bơm giếng lên. Hiện tại thì cái giếng này nó là 5 phần ngàn và độ kềm nó rất là cao, là 400, độ kềm là 400. Phèn thì chắc chắn là có rồi, phèn kim loại nặng có rất nhiều, có rất nhiều. Thì thường thường là trong cái giếng nước mà đưa lên á, thì phèn nhôm loại nặng á, tạp á, cái loại nặng rất là nhiều. Còn cái phèn á thì có thể có nhiều có ít, nhưng mà chắc chắn phải có ha. Nhưng mà có thì cũng không ít đâu, có thì có nhiều đó, nhưng mà nhiều cỡ nào thôi. Chứ trong giếng nước khoan thì bao giờ cũng có phèn nhôm và phèn sắt và một số kim loại nặng ha. Thì như vậy thì cách đây 2 ngày, hôm nay là ngày thứ hai thì mình xuống đồ, xuống ngày thứ hai, đây là ngày thứ ba, đây ngày hôm qua, đây là ngày thứ ba, đây là ngày thứ ba à, mình xuống trước đó là 2 ngày trước là xuống bằng men vi sinh xử lý phèn, thì xuống 2 gối, sau ngày sau xuống 2 gối nữa. Thì với cái ao 1.200, 1.200 mà 1.200 thì ao này hiện nay mặt nước cỡ 1.000 đổ lại, thì cho là tổng 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 khối lượng nước khoảng 1.200 đi. Thì đánh hai gói men phèn á, thì bữa hổm là thấy nó nước có đẹp hơn, sau 24 tiếng là nước là thấy đẹp hơn, có mỡ hơn. Mà thường thường men phèn á, thì nó giải quyết hơi chậm. Nó giải quyết hơi chậm, nên là mình đã đánh dồi thêm 2 gói men phèn nữa, thì ngày sau là nước đẹp và hôm nay là nước trong luôn, không nước đẹp và trong. Là tôm hồi tối này á, tối ngày thứ hai á, là tôm lọc rất nhiều, tôm lọc rất nhiều. Mấy bữa trước thì tôm có hiện tượng là gan yếu, rồi có hiện tượng rất ít, là do gì? Là cái nguyên nhân là do, theo mình nghĩ đó, thì có nhiều người theo mình nghĩ, mình nhận định đó, theo mình thôi chứ không nói gì đúng hay sai thì quý bà con xem xét thôi, mình nói đúng hay sai thôi chứ còn không biết nói sao, nói mình chưa chắc mình nói đúng đâu. Nhưng mà theo mình đó là do ở đây là khoảng 4 ngày mới cấp bù khoảng 1 tấc ngoài nước vào mà cấp trực tiếp nước giếng khoan xuống. Thì cấp lần thứ hai á, thì tôm có một ít đó hiện tượng là yếu, đâu phải yếu hết, tôm thì có rất khỏe nhưng mà có một ít là gan nó hơi xấu và có hiện tượng rất ít, rất dâm mà rất ít, không nhiều. Thì mình đánh giá, mình nhận định đó là do khi mà cấp nước giếng thẳng xuống á, thì cái tạp chất nó nhiều, rồi tôm một ít đó nó bị ảnh hưởng. Thời gian là bình thường nó cũng vượt qua thôi chứ không đáng ngại gì, nhưng mà nếu mình không khéo, mình nhận định mà không khéo là mình đâm vô mình chữa trị các không đúng nguyên nhân á, thì nó vừa tốn tiền mà nó không lại hiệu quả. Thì sau khi xử lý cái bằng cái men phèn á, thì nước nó trong lại, trong luôn nó trong như thế này nó trong, và cái mé như thế này, cái mé như thế này thì nó khá hơn. Hộp cái mé nó đóng dơ lắm, cái mé nó đóng đóng như chỗ đó trở lên luôn, đóng dữ lắm. Bây giờ nó cái mé nó sạch hơn một miếng, và cái độ bám á, cái độ dơ mà nó bám xuống mé đó thì nó tuột dần, nó tuột dần. Cỗ nào nó bám chặt quá thì nó thấy cái mé nó còn dơ đúng không, bạc nó còn dơ. Thì nó có sử dụng men xử lý đáy đáy nữa, nhưng mà xử lý phèn nó bằng cái gì? Thì xử lý phèn đó bằng men xử lý phèn,
thì nó ổn định hơn, nó an toàn và nó ổn định hơn, nó có tính hiệu quả và lâu dài hơn. À, nó tác động hơi chậm một tí, khoảng từ 24 đến 48 tiếng trở lên thì mới đánh giá nó. Nó hơi dài một tí, nhưng mà nó hiệu quả thì nó thời gian nó giữ ổn định cái môi trường, thời gian nó dài hơn. Bây giờ nó là men mà. Thì với cái liều dùng như thế nào, là một gói 500g, thì nếu mà liều cao á thì hai gói cho 1.000 ha. Hai gói là 1 kg, 1 kg cho 1.000 mét khối như thế này. Đó là liều cũng giải quyết được rồi đó. Còn muốn đỉnh nữa thì mình nghĩ là gấp đôi là 4 gói trên 1.000 thì quá đỉnh rồi. Cái đó là giải quyết cấp tốc, cấp thời rồi các thứ đó, dữ dằn luôn á. Đây, thì đó là cái cách giải quyết bằng men phèn đơn giản thôi. Nó bằng men nhưng mà nó làm được cái gì? Nó làm được cái kim loại nặng luôn, kim loại nặng luôn. Và đặc biệt là trời mưa á, trời mưa thì nước mưa mang xuống một cái lượng acid cũng như là một cái lượng là kim loại nặng ở trong nước mưa rất là nhiều. Thì xử lý men phèn định kỳ á, là một cái giải pháp rất tốt cho cái ao nuôi. Chúng ta không nên bỏ qua cái này. Và khi xử lý men phèn như vậy thì là chúng ta sẽ tiết kiệm, không cần phải xử lý những cái khác, ví dụ như là mấy cái dòng rửa nước hoặc là EDTA rồi, thì cái đó dùng ít lại cần thiết, ví dụ còn cần thiết nếu mà định kỳ thì không dùng nữa. Và lượng và chất lượng nước nó ổn định như thế này thì mình sẽ tiết kiệm chi phí xử lý rất là nhiều. Cái độ ví dụ như áp dụng luôn cho những cái trường hợp mà nước bị lợn cận, trong nước bị lợn cận, ví dụ như mà nước bị lợn cận thì người này chỉ đánh gieo, người kia chỉ đánh cái gì đó, rất nhiều cái giải pháp nuôi tôm thì rất nhiều giải pháp, mà giải pháp nào á thì người nào thì quen với người, quen cách sử dụng của người đó. Theo Luân á, thì nếu mà giải quyết cái lợn cận á thì dùng với cái liều 2 đến 4 gói 500g men phèn cho 1.000 đến 1.500 khối nước. 1.000 đến 2.000 khối nước, 1.000 đến 1.500 thì khoảng đó thì mình canh cái khoảng đó mà mình dùng. Có thể mình dùng một liều nhẹ, đó là liều cũng khá, tương đối khá, đó là 2 gói cho 1.000, 1.200. Đặc biệt như ao này là thấy là nó bớt lợn cận liền, nó bớt giảm rất nhiều liền, nước đẹp lên liền, thấy không? Nhưng mà nôn quá thì mình đánh thêm một nhịp nữa là 2 gói nữa, quá đỉnh rồi. Tại vì sao? Tại vì phải đánh thêm 2 gói nữa không? Tại vì mình nghĩ là nước từ giếng xuống nó kim loại nặng nó nhiều lắm, cần phải giải quyết sớm. Mà đặc biệt khi mà đánh 4 gói thì xuống thì qua ngày thứ 2 thì con tôm lột rất nhiều, con tôm nó khỏe, rồi nó phản phất cơ thể nó, rồi môi trường nó tốt. Lột sát cái bây giờ thấy nè, tôm thấy trong mà tới nỗi là thấy luôn, bữa hổm là dễ gì thấy. Tôm này 16, 17 ngày quý vị. Tôm này tôm giống Việt Mỹ luôn. Mình giờ đang chăm sóc con tôm giống Việt Mỹ, về đây được chăm sóc con tôm Việt Mỹ nữa thì quá tuyệt vời. Thì đó, thì để giải quyết luôn cái lợn cận luôn, giải quyết cái phèn, giải quyết cái lợn cận, giải quyết kim loại nặng, ổn định cái kiềm, ổn định cái kiềm. Thì vậy là lấy cái men phèn đó mà làm. Đó, thì nhiều cách, nhưng mà chỉ một cách đơn giản thôi, không cộng gì, không ABC, không nhức đầu ý. Dùng một sản phẩm để giải quyết những cái việc mà tôi đặt ra. Mà giải quyết được hay không tôi đảm bảo 100%. Nếu giải quyết không được là làm gì ta? Đá vào sườn tôi hả? Ở gì đi, nói nhiều quá, tại nói mình quảng cáo các thứ, nhưng mà thật mà cái gì mình nói ra, cái nào VIP là VIP, cái nào được là được, nào không được thì nói không được. Mình cũng không thích, mình thì có thể là mình nói hơi hoành tráng tí thôi, nhưng mà nó là sự thật. Nó sự thật ha, cái tính của mình là như vậy. Còn cái nào mà không phải sự thật,
mà mình đi đưa vô mình để mình nói á, thì chắc chắn không phải là mình. Nói với bà con tất cả từ đây về sau mà phát hiện thằng Lưng nó làm gì đó thì cứ phản ánh luôn. Không bao giờ mà không có mà nó có, mà có thể là có mà mình nói nó hoành tráng tí gì đó thì là Lưng nói. Nhưng mà được, chú biết được không? Được, y chang như nó nói vậy đó, mà nó nói hơi mạnh miệng tí, ví dụ vậy thôi chứ không có gì. Rồi, xin chia sẻ với quý bà con, cô bác, anh chị em, những người mà theo dõi trên kênh YouTube của Luân cũng như Facebook của Luân thời gian qua ha, mình xin chia sẻ một cách chân thành với quý bà con. Rồi bà con cũng theo dõi, rồi cũng có làm, rồi cũng nói mình ít ra video. Thì hôm nay Luân về một cái khu nuôi này thì đó là cái điều kiện và thực tế với bà con chia sẻ thực tế luôn. Nuôi tôm nó rất là đơn giản nếu như chúng ta có những sản phẩm giải quyết được vấn đề và chúng ta biết coi nước, biết coi con tôm thì qua không có gì đã ngại hết, bình thường thôi. Rồi xin chào nghe, hẹn gặp lại quý bà con clip sau. Bà con ủng hộ luôn nghe, ủng hộ luôn để Luân chia sẻ nhiều clip hơn.